có. Con đi mà con nhớ đi mẹ em hoài. Mẹ con phải chở con đi vòng vòng với mẹ đi học. Chở con đi học rồi chứ con không có gì chứ. Còn cha còn mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đờn đứt dây. Đờn đứt dây còn thay còn đổi, mẹ mất rồi con biết kiếm sao đây. Đó là trường hợp của gia đình của em Hân. Hân thì năm nay chỉ vừa tròn 11 tuổi. Em phải cùng với lại hai người anh của mình và người ba của mình sống trong một cái căn phòng trọ ộp ẹp, thiếu trước hụt sau, bữa đói bữa no. Mẹ của em thì trong một cơn bạo bệnh đã ra đi vĩnh viễn, bỏ lại người chồng gà trống nuôi con. Mặc dù cái cuộc sống khó khăn như vậy đó, nhưng các anh em cũng rất là cố gắng. Hưng thì hàng ngày ngoài cái giờ đi học ra thì em đi mò cua bắt ốc để phụ cha mình. Còn các anh còn lại thì đi nhặt phế liệu để bán kiếm tiền cho cha mình. Cuộc sống rất là khó khăn. Những ngày cận Tết như thế này nè, gia đình không còn một đồng dính túi. Và Hưng đã chủ động lấy cái điện thoại để gọi cho Bùi Hồ rằng: chú ơi, chú giúp gia đình của con với. Gia đình của con bây giờ không còn tiền, và thậm chí các anh của con không có một bộ quần áo mới. Nghe được những cái âm thanh hồn nhiên thì Bùi Hồ vượt hơn 100 km để đến thành phố Gạch Giá, tỉnh Kiên Giang tìm hiểu về gia đình của em. Khi đến đây mới biết là cả một bi kịch trùm lên gia đình. Và để hiểu thêm về điều đó thì Bùi Hồ mời cô bác của anh chị cùng vào đây để nghe em Hưng cũng như là người cha của mình tâm sự về những lúc khó khăn như thế này. Có khi đi bắt ốc để về ăn, mà đi bắt ốc là lúc á mà ốc nó bị hết nước rồi, xong bắt không được rồi gặp cái chú đốt đỏ, chú cho 50.000 gì mua nước uống, rồi xong về đưa cho ba con chứ còn có uống nước suối rồi. Thấy con của người ta đi học á, có người đưa đón, có tiền ăn, thì con của mình đi lầm lũi ở trong trường á, lủi thủi thôi à, mà lại cầm cái gói xôi lên ăn á, thì ngẹn lòng dữ lắm hả chú? Dạ. Bây giờ thằng lớn thì cũng vậy nè, ăn cơm nhà gọi là đi học thôi chứ không biết ăn cái gì, mà hay là ra chơi chạy đi mua chai nước là gì uống. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Gạch Giá của tỉnh Kiên Giang. Những ngày cận Tết như thế này mà Bùi Hồ có mặt ở đây á, vì có một hoàn cảnh gà trống nuôi con được một người dân địa phương giới thiệu. Gần vợ mới mất đi và người chồng này phải gồng gánh nuôi ba người con ăn học. Chỉ còn khoảng hơn 2 km nữa thôi thì Bùi Hồ sẽ đến một cái nơi được cho là gia đình này họ không có tiền ăn Tết luôn. Bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ ha. Và ngày hôm nay á cũng là những ngày cận Tết rồi, mọi người cũng đang nôn nao đón một cái Tết, một cái năm mới đầy may mắn. Thì hôm nay Bùi Hồ đến đây để thăm lại hoàn cảnh gia đình á, thì cũng có một cái phần quà, đó là một cái giỏ quà như thế này của chú Kevin Trần hỗ trợ 300.000 với lại tiền hiện kim là 700.000 đồng hỗ trợ cho gia đình của anh này cùng với ba người con một phần quà 1.000.000 đồng trước. Và sau đó thì mình sẽ tìm hiểu về cái cuộc sống như thế nào và có thể có thay mặt mạnh thường sẽ trao cho gia đình một số hiện kim ha. Mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ chào gia đình mình. Chú chào mấy con nha. Em chào anh. Chào anh. Vô trong đi. Con vô trong luôn đi. Rồi ngồi xuống đi. Rồi con chào chú. Thì tụi con từ Đồng Tháp xuống đây hôm nay thì có dịp về đây vì con nghe được rằng là gia đình của chú thì đang rất là khó khăn, vợ thì mới mất, thì chú phải gồng gánh nuôi ba người con. Thì cái tụi con muốn biết được rằng là cái cuộc sống của mình hiện nay như thế nào hay chú? Mình còn làm được mà tuổi bây giờ nó cũng hơi cao rồi, 56-57 tuổi rồi. Thì bây giờ đó là trước mắt hoàn cảnh gia đình thì thằng này là nó câm điếc,
Đây là cam điếc, không biết cam điếc phẩm sinh từ nhỏ lớn luôn á. Nhiêu tuổi rồi chú? Gần 13 tuổi. Bạn này tên gì? Thằng này hả? Dạ. Này là Hoàng Hăng. Hoàng Hăng. Nó tên Hăng á. Dạ. Còn này là Quốc Hưng. Này là Út. Nhiêu tuổi chú? Nhật Hào. Hưng 10 tuổi. Nhật Hào, bạn đằng sau là Nhật Hào. Như này Nhật Hào. Nói chung là hoàn cảnh á thì hồi lúc mà ở Phú Quốc chở mẹ nó về là nó đã bị mất một lớp học rồi. Cho nên năm nay nó còn lại là có lớp 3 thôi. Đáng lý là nó đang lớp 4 rồi. Nhất là 10 tuổi. Bao nhiêu bạn được đi học? Hai anh em đó nè. Này thì đâu có đi học được. Cam điếc này đâu có đi học được. Các bạn họ là 13 tuổi học lớp mấy rồi? Thằng này nè 13 nè. À, 15 á. 15 lớp 8. Lớp 8 rồi. Con tên gì? Dạ con tên Vũ Quốc Hưng. Vũ Quốc Hưng. Sao con muốn khóc vậy? Tại con chui. Hả? Tại con vui. Vui sao? Nói chú nghe vậy. Vì gia đình con được giúp đỡ. À, chú đến đây sao con biết là gia đình con sẽ được giúp đỡ? Tại vì chú sẽ hứa chú tới giúp đỡ cho gia đình con. Gia đình con khó khăn lắm hả Hưng? Dạ. Con có thể kể cho các chú nghe được không? Dạ được. Ừ. Từ lúc mẹ con mất á thì ba con cũng lớn tuổi rồi. Ba con cũng không có đi làm được. Thì con định nghỉ học để đi làm nghĩa trang kiếm tiền phụ ba con. Mà cô không có cho. Tại cô thấy con học giỏi không có cho con nghỉ học. Anh con cũng buổi tối cũng đi làm nghĩa trang cắm lụm mà tới cái tối mới về được. Ăn thì ăn cơm với trứng với nước tương. Có khi đi bắt ốc để về ăn, mà đi bắt ốc rồi lúc á mà ốc nó bị hết nước rồi xong bắt không được rồi gặp cái chú đốt đỏ, chú cho 50.000 về mua nước uống. Thì xong về con đưa cho ba con chứ con có uống nước suối rồi. Sáng nay gia đình mình ăn cơm chưa? Dạ chưa. Hôm nay có gì ăn không? Có gì á, vịt. Dạ. Dĩa, vịt chiên sẵn. Chú năm nay là chú bao nhiêu rồi? 56. 56 tuổi, vợ chú mất bao nhiêu lâu rồi? Gần 2 năm. 2 năm. Trước đây thì chú làm cái công việc gì, vợ chú làm cái công việc gì? Vợ ở nhà nội trợ, chú thì đi làm hộ. Bây giờ chú còn làm được không? Làm thì nói chung là sức khỏe thì nó cũng hơi yếu. Rồi từ mấy tháng nay rồi nghỉ làm mà cũng đi làm bảo vệ đó, ngày được 100.000 á. Bảo vệ của công ty hả? Không, bảo vệ trong phố đi tiếp anh em đi làm á. Rồi ngày cũng được 100.000, thì về cũng mấy cha con sống chung với nhau vậy thôi. Dạ chú mất lúc bao nhiêu tuổi? 41 tuổi. 41 tuổi. Giờ là 43 tuổi. À 2 năm trước. Thì năm tới này nữa là 2 năm mình. Mất ngay đợt dịch hả chú? Mất vừa xong là thấy dịch đó. Rồi một mình gồng gánh như vậy 100.000 thì có đủ chi phí cho gia đình của mình không? 100.000 thì nói chung thì cũng không đủ vào đâu hết. Có đi làm hộ thì còn trang trải cho mấy đứa con được. Rồi sau là từ hồi lúc mà nghỉ làm hồ mấy tháng nay tới giờ thì cuộc sống rất bấp bênh. Mà nhiều khi thằng Hưng nó khôn, nó nói là để con nhờ các nhà mạnh thường quân, ai vô được thì vô tiếp, gia đình được thì hay lúc nấy. Nhiều khi mình cũng có cái mặc cảm chứ. Vợ của chú mất là do tai nạn hay là bệnh? Ung thư. Bệnh ung thư. Bán nhà lo cho vợ rồi là bán nhà lo vợ. Bán nhiêu? Bán lúc đó con chưa được 100 triệu nữa. Dạ chú. Lúc đó là còn tiền. Tiền lo cho vợ tới mà kiệt quá kiệt rồi bắt đầu mới bán nhà. Bán nhà lo hết tiền luôn thì vợ chết luôn, là mướn nhà trọ để ở. Nhà trọ này bao nhiêu một tháng? Điện nước luôn, một tháng 1 triệu mà bây giờ thiếu 7-8 tháng rồi đâu có tiền đóng nhà trọ. Chủ nhà trọ người ta cũng dễ. Chứ gặp người khác ta đuổi rồi. Nhà trọ là 700. Rồi điện nước 300 hoặc 400 tùy theo lúc quá. Bạn này là Hào đúng không? Dạ,
Hân. Rồi anh của con là lượm được mỗi ngày bán được nhiêu tiền ve chai á? Mỗi ngày bán được tích lũy thì cũng bán được 30-40 ngàn, còn một ngày lượm được có 5-6 ngàn, tại vì mấy người lượm mới người ta dành đi. Dành? Người ta lượm trước á. Lượm từ mấy giờ đến mấy giờ? Anh con lượm từ chiều tới tối. Tối là mấy giờ con? Tối là tới 10 giờ. Con có lượm không? Dạ con thứ bảy chủ nhật con mới đi tại con đi học. Con nói con nghỉ mà cô không cho nghỉ hả? Dạ. Tại vì con học giỏi quá đúng không? Dạ. Ở trên lớp thì con học lớp 3. Lớp 3. Học giỏi quá cô không cho nghỉ luôn. Rồi tiền học phí là sao? Tiền học phí thì nhà trường mà cũng không có lấy, mà mấy cái tiền đóng kia cũng đóng mấy trăm ngàn. Bạn này sao là con tên Hào. Hào là học lớp 8. Có đi làm phụ ba không Hào? Nói là con đi ở nhà học để thi. Con ở nhà học để thi ha. Hưng, con nói rằng là con muốn đi làm phụ ba, thì con nghỉ học cái tuổi của con nhỏ như vậy, con làm cái công việc gì? Con đi lượm chi chai bán vé số cũng được. Rồi con nghỉ học rồi con tiếc không? Dạ, nhưng mà tại con kiếm tiền giúp ba con, cho ba đỡ khổ. Cho ba con đỡ khổ. Nhưng mà con làm đâu có đủ chi phí đâu để giúp ba. Con làm bận kêu gì được, kêu thì đưa cho ba con. Con đi học vậy thì ba ngày có 100 ngàn, con đi học có ăn uống gì không? Dạ, đi học ngày 5 ngàn. 5 ngàn? Mua xôi ăn. Mua xôi ăn. Có uống nước không? Dạ, có mà con làm nước ở nhà uống. Con làm nước uống? Nước suối. Ba con kể với chú á là hàng ngày ăn với hộp dịch. Ăn nhiều ngày như vậy không? Dạ, có ăn nhiều. Ăn nhiều lắm. Ăn gì ghét ngán không con? Dạ không, ăn gì quen rồi không có ngán. Không có ngán. Có khi nào mình cảm thấy là ồ sao ba mình lại khổ quá, mình thấy cái ba các bạn thì là sung sướng, mình có buồn không? Dạ không. Tại ba con cũng lớn rồi, ba con cũng muốn làm gì ba cũng làm. Con nhỏ con đâu được đòi hỏi cái gì đâu. Sao không được đòi hỏi hả? Dạ, con không có. Tại nhà không có tiền, con cũng không có đòi cái gì chứ. Đi làm đi chơi bán vé số thì kiếm phụ ba con được rồi. Lúc mà mẹ con mất là con bao nhiêu tuổi? Dạ, lúc mẹ con mất là hồi đó con 8 tuổi, học lớp 1 rồi. Lúc mẹ con mất thì con có nhớ hình ảnh mẹ lúc mà mẹ con lìa đời không? Dạ có. Mẹ có nói với nhắn nhủ gì với con không? Dạ mẹ con chỉ có nhắn với cô con mà lúc tại lúc đó là con còn ở chợ này. Cho nên con không có biết cô, chỉ có mẹ con nhắn với cô. Mẹ nói sao? Mẹ con nói với cô lo mấy anh em giùm với ba, với lo cho mấy anh em luôn. Mẹ con mất luôn. Nhắc đến mẹ con thì con nhớ cái kỷ niệm gì nhất về mẹ của mình? Dạ có. Nhớ mẹ con còn cười xấu. Mẹ con hay chở con đi vòng vòng với mẹ đi học. Chở con đi học rồi chứ con không cỡ gì chứ. Bây giờ đi học là con phải tự đi đúng không? Chở con đi lộ bộ tại vì bị ở trong trường có người cắp xe con. Bây giờ không còn chiếc xe nữa hả? Dạ. Ôi, trong trường bị cắp xe luôn. Nhớ nhất là hình ảnh mẹ con chở đi học hả? Dạ. Những cái ngày á mà con đi học á, mẹ con chở đi. Mấy hai năm nay nè, mẹ con đã không còn nữa chở đi, con lội bộ về thì con có khi nào con vừa đi vừa khóc không? Dạ có. Con đi mà con nhớ cái mẹ con quá. Hãy
Bây giờ cái điều mong ước lớn nhất của con là gì? Con có thể nói cho cô chú anh chị hiểu. Con chỉ muốn mẹ con sống tại con, anh em con sống. Anh chứ, lúc mà cô mắc đó là bán nhà rồi, rồi mình ra ở trọ, rồi lúc mà cái việc đám tang á của cô á là làm tổ làm ở đâu chứ? Ở trên chùa. Ở đây người ta đóng chỗ để. Cái chi phí là sao? Mình đi xin phụ bố với trọ. Thì hiện nay là anh nghĩ ở chùa luôn hả? Theo hay là đồ chùa đó? Chùa cho đó, chùa. Ở số 6 Bà Ke. Thời gian sắp tới á thì anh dự định là làm cái công việc gì để nuôi con mình? Thì cũng vậy thôi, còn sức thì còn làm. Tới đâu hay tới nói thì hiểu biết sao vậy? Gần Tết thì không ai thôi mình làm gì hết á. Giờ này thì cũng như không. Khi mà nghe con mình nói vậy thì em thấy nước mắt của anh lên. Anh buồn nhất là về cái điều gì? Con cá nó không còn mẹ. Còn mẹ thì đỡ một chút. Chú khi về tuổi lắm. Nằm mà khóc tạm thôi. Chẳng có gì đó. Đáng cố gắng để lo cho con học được cái nào hay cái này. Chú nhắc tới bà xa thì đều mấy đứa con đều thương mẹ lắm. Hiền hậu, không nói tới ai á. Thì bây giờ cạn Tết này nè, hiện giờ gia đình mình còn được bao nhiêu tiền thôi? Không có tiền đâu, ngày nào thì ấy thế thôi, nó có tiền. Không còn tiền luôn. Sáng đi làm thì 3-4 ngày thì giờ ở dưới quỹ ban người ta mới thanh một lần, chứ đâu phải là ngày nào nó trả ngày đấy đâu. Còn đi làm hộ cũng vậy, tới từng thì mới có tiền. Còn mình khổ, mình mượn hàng ngày luôn. Chiều để lại mà hỏi thằng trai mượn 200 là gì đó đem về thằng trai kể với con. Có khi nào á mà Hưng đi học á thì hỏi ba cho con tiền, lúc đó không có tiền thôi. Không dám xin. Nói là cha con không có tiền là không khi nào hỏi hết. Tự động là cô nó có thì cô nó cho, chứ dứt khoát không bao giờ xin. Dính cả luôn mấy anh em đúng vậy. Không bao giờ biết gì, không bao giờ xin. Chừng nào ba có thì ba cho họ còn có thôi, chỉ dứt khoát là cha cho con 5 ngàn, 3 ngàn, không có, không bao giờ xin. Có được như vậy. Thấy con của người ta đi học á, có người đưa đón, có tiền ăn. Thì con của mình đi làm lũi ở trong trường á, lũi thủi thôi à, mà lại cầm cái gói xôi lên ăn á, thì ngẹn lòng dữ lắm hả chú ơi? Bây giờ thằng lớn thì cũng vậy nè. Ăn cơm ở nhà gọi là đi học thôi, chứ không biết ăn cái gì mà hay là ra chơi chạy đi mua chai nước hay là gì uống. Khi nào có tiền thì mua chai nước rồi vô lớp ngồi uống, chứ không bao giờ là nó đi ra ngoài. Bạn bè kêu ra nó không ra, không ra. Nhiều khi mình thấy con mình thì mình cũng đau lắm mà tự nén lòng lại. Sao chú không cho con mình nghỉ học để phụ mình? Bây giờ nghỉ học làm gì? Còn được không? Bao nhiêu thì cứ còn đi. Chứ bây giờ nghỉ học thì tội nó lắm. Chứ không phải là mình không muốn, mà con mình mới có 14, 15 tuổi chưa gia chạm đời là gì hết. Rồi đi ra rồi sao? Mình cứ nghĩ thôi, mình kệ nó. Tới đâu thì hãy tới đó đi. Già rồi, sống được ngày nào với con hay ngày nãy. Thấy cái bạn Hoàng Hận á, thì bị dị tật từ nhỏ, không nghe, câm điếc bẩm sinh luôn á, thì lủi thủi cầm cái bọc đi nhặt ve chai để mà bán. Thì chú có khi nào chú ngăn cản để không cho đi? Đi không mà nó đi trốn không mà, không có đứa nào mà nó là đi trước mặt hết trơn á. Có khi nào chú bắt gặp hình ảnh con mình lượm ve chai không? Ít. Nó thấy mình là nó làm bộ nó lảng lảng là nó đi chỗ khác rồi, nó đâu có để cho cha nó thấy đâu. Những ngày tới thì Tết đến rồi nè, rồi không có tiền rồi sao? Mình đón Tết mình
cúng ông bà như thế nào hay chú? Thì người ta có tiền người ta ăn đi, mình không có tiền thì mình cũng vậy thôi, mình cũng đón giống nhau như người ta vậy đi, cũng có gì đâu. Mấy năm rồi cũng vậy, từ hồi vợ chết tới giờ cũng đâu có biết đón Tết là gì. Có nhiều khi là dòng họ thì có đó, mà mình không lẽ mình lại mình xin người ta hoài. Chứ không phải là không có, không lẽ mỗi lần là ai mình xin, mỗi lần ấy là mình xin. Mình cũng gái phán đóng, phán hoài phán được. Những cái bữa mà ở ngoài chợ đang làm chân ông cái ông mà ấy đó kêu lại đứng giữa chợ, mình cũng hơi mắc cỡ chứ không phải mắc cỡ, mà mình đã khổ rồi, cho 500 ngàn gửi về cho ba đứa con đứng giữa chợ, giữa chợ luôn, mặc bộ đồ bảo vệ phố này luôn nè, đứng giữa chợ. Mà nhiều khi mình mắc cỡ lắm, mà có cái chuyện cuộc sống không ai cười ai đâu. Thì đứng rồi đó, cho thì gửi về cho ba thằng 500 ngàn, cách đây mới cũng 4-5 ngày nay. Hưng, khi nghe các chú đến đây á, hôm nay thì chú giải quyết công việc một tí xíu đến hơi trễ, thì con có bao giờ nghĩ rằng là chú chỉ hứa lèo thôi không có vô không? Dạ con không có nói gì vậy, con ai nói cái gì con cũng tin hết trơn á. Chú nói chú vô thì con cũng tin chú vô. Cái giọng của Hưng á, cô bác quý anh chị, khi mà Bùi Hồ nói là tí xíu nó Bùi Hồ với Út Đồng Tháp với Đạt Đồng Tháp cùng vô đây á, thì Hưng đợi suốt cái cuộc điện thoại luôn, và thậm chí là nói chuyện rất là dễ thương. Chú ơi, chú có vô chưa chú? Con, gia đình con đang ở nhà đợi chú. Chú có thể đến lúc 11 giờ tụi con đi học về á, nhà con có đủ người luôn. Vì sao con lại biết rằng là con nghĩ đến cầu cứu những như chú Bùi Hồ nè hay là chú Đạt đó? Tại vì con nguyên tháng con nghe mấy người ở sớm người ta kêu á, với xong kêu cô con á, xong mới cầu cứu các rất mạnh thường quân như chú để giúp đỡ gia đình con không có khổ. Chứ giờ nhà con khổ lắm rồi, không giờ ba con không có tiền nữa. Hai thì con có ước muốn gì không Hưng? Con chỉ muốn mẹ sống lại sống chung với mấy anh em thôi à, chứ con có ước gì nữa trơn. Con ước muốn gì trong thời gian sắp tới đâu? Dạ không, con có mẹ sống lại rồi, tại vì có mẹ là vui. Con đi học con có thuộc bài thơ nào về mẹ không? Dạ có. Con có thể đọc cho chú với lại cô bác quý anh chị nghe được không? Dạ, mà các bạn mà bài thơ mà cũ á, mà lớp 2 mà lâu lắm rồi. Bây giờ con học cũng phải nghèo lắm. Mẹ lặn rồi cả tiếng con ve đúng không? Dạ. Con thuộc câu nào nữa không? Mẹ lặn rồi cả tiếng con ve cũng mệt vì hè nắng ôi. Trời tới câu sao tại vì... Nhà em vẫn tiếng ạ ơi, kẻo cà tiếng vọng mẹ ngồi mẹ ru. Tại vì bây giờ có nhiều tập làm văn với nhiều bài thơ, cũng phải đọc thuộc rồi xong trả con lại. Con thuộc cái câu nào nhất về mẹ khi người ta nói tả về... học tập làm văn á, tả về người thân nhất của mình thì con sẽ tả về ai? Dạ con sẽ tả về mẹ con. Con sẽ nói, con sẽ viết bài văn đó như thế nào về mẹ của mình? Con sẽ viết mẹ bài văn về mẹ con là con viết về mẹ con là học giỏi lắm nhé, dạ, dạ. Mới đi thi toán ông nên biết đó thầy chọn ra. Dạ. Biết sao con nói đi. Nhẹ nhàng không được. Khóc luôn, nói không được luôn. Thật ra thì khi mà Bùi Hồ quay thước phim này á, gặp em Hưng á, khóc mà nước mắt á, cầm không được luôn cô bác quý anh chị. Bao trùm gần gần Tết rồi, những cái không khí đón Tết á, ở trong cái ngôi nhà nhỏ như thế này á, một cái phòng trọ nhỏ như thế này á, cũng không có thấy được luôn.
biết nhà nhà anh con mình giàu cho mua đồ tết, nhà mình nghèo cho mình đâu có ước gì đâu được. Con có dự định là học đến hết lớp 12 để mà dùng cái con chữ đó để mà kiểu là thay đổi cuộc sống của gia đình mình không? Dạ cũng không, nhưng mà con có biết có tiền để học không nữa. Dạ yeah. Nếu mà nhà trường mà cho điều kiện học miễn phí thì con học để lớn lên con giúp mấy anh em chị ba con. Thảo, con có muốn nói gì không? Nói. Anh hai thì có vẻ như là trầm tư quá. Lúc mà mẹ con mất á, đến thời điểm này con có nằm mơ thấy mẹ không? Dạ cũng ít lắm, có vài lần anh Tâm con mới nằm mơ thấy nhiều. Sao con biết? Tâm nó kể đó. Kể lời nữa được hả? Kể sao hơn? Kể sao? Anh con nằm mơ á, anh con thấy ấy rồi xong anh con tỉnh, anh con nói, anh con ra dấu là anh con gặp mẹ. Vậy rồi xong anh con thấy mẹ đang ở bên Điếc đút cơm cho anh Điếc ăn á. Đút cơm cho anh Điếc ăn hả? Nói chung là lúc mẹ còn sống á, là nặng này nhất, chết cũng nặng về thằng này. Là lúc mà ở trong cầu mỗi lần nó đi vô nó đi toilet nó thấy mẹ nó trong cầu bằng thực tế luôn á. Rồi nó chạy ra là nó khiệu anh là nó nói mẹ nó ngồi ở trọng. Là mình biết chứ không phải mình không biết. Biết là nó không dám vô nữa. Rồi nói với nó là mẹ nó vậy vậy đó. Rồi nó gạt đầu vậy thôi. Khi mà chị mất á thì vẫn còn hương hồn của chị vẫn còn lo cho người con của mình ha. Chị ra đi cái tuổi còn quá trẻ, bỏ lại ba đứa con sống cái cảnh gọi là gà trống nuôi con luôn á. Hôm nay á thì tụi em đến đây cũng nghe mọi người kể được rằng á thằng Hưng á, con của anh á, nó ham học lắm mà nó rất là thông minh, nó lại hiểu biết cha nó khổ, nó đi học nó không có ăn uống gì hết á. Thì nên tụi em nhất định phải đến được đây để thăm gia đình của mình. Thì anh có thể công bố cái số tài khoản nè, số điện thoại của mình để cho mọi người biết được không? Số điện thoại của anh là số mấy? Số điện thoại của anh là 0943 870 152. Thì tại đoạn đường của các anh em khá là xa nên là nữ là không biết khi mà hỗ trợ như thế này á cũng gian nan lắm. Để mà đi xuống đây để mà trao gửi thì thông qua cái số điện thoại với số tài khoản á, cô bác của anh chị có thể Bùi Hồ với lại đẩy ở trên màn hình á, cô bác của anh chị có thể liên hệ trực tiếp với anh Thủy hoặc là chuyển khoản cho anh Thủy ha. Hôm nay á đến đây á cũng nhân những ngày cận Tết như thế này á, thấy gia đình của mình á chưa có sắm sửa gì trong cái căn phòng nhỏ này hết á, thì em đến đây em đại diện cho chú Kinh Vinh Trần ở Mỹ gửi cho mình một cái phần quà để có thể để lên bàn để lên cho chị vui ha. Này con để đi hơn hay anh để đi. Anh rồi cho chị, anh đốt cho em một cái nén nhang nữa. Còn đây là cái phần quà trị giá 300.000, còn đây là 700.000 tiền lì xì của chú Kinh Vinh Trần gửi cho gia đình của mình luôn. Con nhận ha. Cảm ơn đi con. Dạ con cảm ơn chú. Kinh Vinh Trần. Kinh Vinh Trần. Mong đoạn video clip này á thì mong được nhiều người xem và hương hồn của chị sẽ phù hộ cho gia đình của anh luôn có một cái sức khỏe dồi dào. Và đây là cái số tiền của một cái cô giấu tên ở Mỹ á gửi cho gia đình của con ha, 3 triệu đồng để ăn Tết. Con đếm là có phải 3 triệu không?
1 triệu, 2 triệu, 3 triệu. Anh có thể dành cái phần này để mua sắm đồ mới cho các bé. Rồi cũng như là mình mua một ít thịt về cho các bé ăn nha. Và cũng như có một cái Tết ấm cúng hơn. Cũng mong là anh sẽ an ủi các bé để cho các bé nó có hiểu được rằng cùng nhau cố gắng để vượt qua cái nỗi đau này. Thật ra thì khi quay những cái đoạn clip như thế này á, Bùi Hồ và các anh em cảm thấy rất là bùi ngùi, xúc động. Mỗi nhà khác nhau, mỗi hoàn cảnh khác nhau và cái sự khó khăn khác nhau. Tuy nhiên ở đây là thương nhất á, là một mình anh á, phải gánh nuôi 3 người con của mình và phải anh lại cho ăn học nữa. Anh nói rằng một câu mình rất thích: nếu như mà các bé nghỉ rồi á, thì không biết sau này làm cái gì, cái tuổi đời cũng còn khá là nhỏ luôn. Một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn chú Ken Vinh Trần ở Mỹ đã hỗ trợ phần quà Tết cho gia đình của anh, và cảm ơn một cô giấu tên ở Mỹ đã hỗ trợ hiện kim 3 triệu đồng cho gia đình. Anh có lời nào muốn nói với Mạnh Thường Quân không? Thì trước mắt cũng đại diện cho gia đình và 3 đứa con cũng có lời cảm ơn đến các nhà Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước đến giúp đỡ trong cái dịp gia đình đang gặp khó khăn vào dịp Tết. Thì gia đình cũng thay mặt cảm ơn các nhà Mạnh Thường Quân để giúp đỡ cho mấy đứa con có được một bộ đồ mới và cùng đón Tết chung vui cùng các bạn. Xin thành thật cảm ơn rất nhiều. Hân, con muốn nói gì không? Con cũng không muốn nói nữa. Con chỉ cảm ơn các Mạnh Thường Quân để giúp đỡ cho gia đình con. Con chúc các Mạnh Thường Quân dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, tiền vô như nước, tiền chảy như cà phê. Rồi Hào, con có muốn nói gì không? Nói cho con cảm ơn. Cảm ơn không? Cảm ơn mấy chú giúp đỡ người con. Cảm ơn cô bác, quý chị đã xem video clip đến thời điểm này ha.